sao hơi mấy giờ, tình nghĩa anh em có chắc bền lâu, giàu chứ còn sao mới thấy đau lòng khi xa cơ không còn ai. Khi mình đã có những người ta cần, người ta luôn quan tâm và chia sẻ. Khi mình xa cơ mới thấy trên cuộc đời người ta mang mình ra đàn nhà ba. Khi xa ta mới biết ai là bạn, hỏi thế nên nơi có mấy người cùng như tôi. Giàu chứ khó sao thấy càng đau, để rơi cho ta dành yên đà là. Khi gian nan có được ai, nói nghe bạn ơi, tôi cảm ơn bạn nhiều. Nhờ bạn mà tôi có ngày hôm nay, một lần này thôi, tôi xin cảm ơn bạn. Ngài cho tôi kia, đời như ta thế. Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu, đau thương còn sao mới thấy đau lòng. Khi xa cơ không còn ai, khi mình đã có những gì người ta cần, người ta luôn quan tâm và chia sẻ. Khi mình xa cơ mới thấy trong cuộc đời, người ta mang mình ra đầy nhà bà. Ôi thế nhân ơi, có mấy người cùng như tôi. Trước trước sau thấy mới già, giàu trước khổ sau thấy càng đau. Thế giới cho ta nhận đến đà đà, khi gian nan có được ai. Tôi nghe bạn ơi, tôi cảm ơn bạn nhiều. Nhờ bạn mà tôi có ngày hôm nay. Một lần nữa thôi, tôi xin cảm ơn bạn đã cho tôi yêu. Đời chỉ là thế thôi. Nhất bạn ơi, tôi xin cảm ơn nhiều. Nhờ bạn mà tôi thành công ngày hôm nay. Một lần này nữa thôi, tôi xin cảm ơn bạn đã cho tôi biết đời chỉ thế.